cùng gặp gỡ thí sinh trẻ trung và sôi nổi này, xem cô chinh phục ban giám khảo ra sao. Tôi có thể nhảy được rất nhiều thể loại, thì thể loại chính của tôi đó chính là hip hop. Ngoài ra thì tôi còn học được một số thể loại khác như là ballet, cha. Bản thân em đã trải qua nhiều cuộc thi và có thất bại cũng như có thành công. Và khi đến với bất kỳ cuộc thi nào, em không còn cảm thấy sợ.